qua bao nhiêu bão buồn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, đều được sống với đam mê, dẫu có tay cờ lượn đi thi, vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.